bật lửa đu bông hoa văn cổ điển nhũ đỏ d 01 d 01 được yêu thích với lớp sơn mài độc đáo chất lượng vượt trội màu sắc sản phẩm là một trong những yếu tố được quý ông quan tâm nhất màu đen cũng là màu được lựa chọn nhiều nhất cũng là gam màu dễ phối hợp với trang phục nhất giờ đây những chiếc bật lửa không chỉ là những món đồ châm lửa nữa mà thay vào đó là thời trang là phong thủy và là cá tính của chủ nhân một mẫu đu bông mang dáng dấp của họa tiết cổ điển luôn làm điêu đứng rất nhiều ánh nhìn màu đen bí ẩn luôn mang lại vẻ thu hút kỳ bí nào đó đu bông đê không một được phối màu tùy chọn viền vàng hoặc viền bạc tạo sự nổi bật cho sản phẩm đu bông là một trong những mẫu bật lửa mang đậm chất hoàng gia được yêu thích và mong muốn sở hữu nhất lớp sơn phay sức màu đen kèm theo đó là những chấm nhũ đỏ sang trọng tiếng kêu cong vang ngân như tiếng chuông thiết kế độc đáo các họa tiết tinh xảo mang lại sự hoàn thiện cao bao quanh là những hoa căn cổ điên tinh tế đẹp mắt một phong cách phong trần mạnh mẽ có thể nói là cực ngầu cho những ai sở hữu chúng bạn hoàn toàn nhanh chóng thích nghi kể cả ngay lần sử dụng đầu tiên. Các mẫu đu bông luôn được làm từ hợp kim thép nguyên khối, sản phẩm không hàn kỳ trong quá trình sử dụng, phần sơn mài không bong chóc, không bay màu lên tới vài năm. Sản phẩm Ambe bán ra luôn được kiểm tra chất lượng trước khi giao tới tay khách hàng trên toàn quốc, bạn hoàn toàn yên về chất lượng sản phẩm. Ngoài ra, Ambe còn hỗ trợ nhiệt tình và dài hạn trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm. Bật lửa đu bông luôn là lựa chọn tuyệt vời cho những quý ông chất chơi nhất, sự mạnh mẽ, phong cách bụi trần và đậm chất đấng nam nhi. Anh nào kết sản phẩm này hãy để lại số điện thoại dưới phần bình luận. Các anh muốn biết thêm thông tin của sản phẩm, hay vào trang web ambe.vn, đánh vào ô tìm kiếm D01 để biết thêm thông tin hình ảnh của sản phẩm. Hoặc để tiết kiệm thời gian các anh hãy gọi đến các số điện thoại đang hiển thị trên màn hình. Mã sản phẩm là D01. Cảm ơn các anh đã xem hết video. Hẹn gặp lại các anh trong những video lần sau.